tí. Hello ngoài đường biết, xin chào tất cả mọi người. Đây là vlog của mình. Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Hiện tại thì mình đang ở quốc lộ 1A trên đường để về Bình Thuận, nhà của cầu thủ Dụng Quang Nho. Hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện hay liên quan đến ngày tân gia của cầu thủ Dụng Quang Nho. Ngay lúc này thì mình đang có mặt ở thôn Văn Hóa Bình Thắng, và đây là nhà văn hóa xã Phan Hòa. Đi thẳng vào phía trong con đường kia chính là nhà của cầu thủ Dụng Quang Nho. Vừa rồi thì để đi vào được trong này thì mình chỉ cần hỏi người dân ở trên đường là có biết nhà Dụng Quang Nho ở đâu hay không, là mọi người đều đến và chỉ cho mình rất chính xác. Còn ở ngay sau lưng mình đây là một sân đá bóng và đang có rất nhiều người dân đang tụ tập để theo dõi một trận đấu có sự góp mặt của Dụng Quang Nho và đá với công an xã. Có thể nói là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ vô để xem một chút. Let's go. Ở đây rồi, Dụng Quang Nho đây rồi. Hôm nay thì anh chàng Dụng Quang Nho đang đeo tấm băng đội trưởng. Còn đây đang rất đông người hâm mộ. Chút nữa sau khi trận đấu này khép lại thì là cầu thủ của hai đội sẽ cùng đến chung vui với gia đình của Dụng Quang Nho. Xin chia sẻ với cả nhà là cả hai đội bóng thì đều đang mặc chiếc áo đến từ thương hiệu Keep and Fly, và Quang Nho cũng chính là đại sứ thương hiệu của dòng trang phục này. Vâng, một trận đấu có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp, mặc dù là sân thì không đẹp nhưng mà có cả bình luận viên để bình luận cho trận đấu ngày hôm nay. Được thi đấu ở những sân bóng như thế này là cả một mơ ước đối với những cậu bé. Xấu hổ. Quang Nho đang tranh cãi với anh trọng tài viên rất là dễ thương này. Anh trọng tài viên nhìn rất chất lượng. Rất nghiêm khắc. Có cả khán giả quá khích chạy từ bên ngoài chạy vô để chúc mừng Quang Nho nữa.
Quá là thú vị cả nhà, một trận đấu tuyệt vời. Dũng Quang Nho đã mời mình về để theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Và những gì mà mình đang được chứng kiến thực sự là quá ấn tượng. Những hình ảnh rất là quen thuộc ở những sân bóng làng quê của Việt Nam chúng ta. Sự cuồng nhiệt của khán giả là điều dễ hiểu. Sức hút. Hello em. Sức hút của Dũng Quang Nho. Người hùng về làng. Một hình ảnh có thể nói là rất dễ thương cả nhà ơi. Tuyệt vời. Dũng Quang Nho cũng đã có những bàn thắng rất là đẹp. Và anh Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đến để chúc mừng cho Dũng Quang Nho. Hello ngoài đường biết, xin chào tất cả mọi người. Đây là vlog của mình. Hình ảnh rất là vui cả nhà. Và bây giờ thì bọn mình sẽ đi về nhà của Dũng Quang Nho. Anh chàng thì vẫn đang là tâm điểm của hàng trăm cậu bé đang bám theo Dũng Quang Nho. Một trận đấu giao hữu cực kỳ là thú vị, cũng như là những hình ảnh cực kỳ là đáng yêu. Cùng thì mình cũng đã tới nhà của Dũng Quang Nho rồi, và bây giờ thì mình đã thấy rất là nhiều mâm bàn đã được bày sẵn ra để một chút nữa sẽ đón khách mời cho lễ tân gia của gia đình Dũng Quang Nho. Có thể nói là một không khí chắc chắn là sẽ rất là vui tươi một chút nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ vô để chào hỏi gia đình của Dũng Quang Nho, cũng như là gửi một món quà nhỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn.
anh chị em thì có lẽ là cũng đã xem nhiều đoạn clip của các đồng nghiệp của mình quay về căn nhà của Dũng Quang Nho rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đến muộn hơn, nhưng mà không sao cả, mọi thứ trong clip sẽ đều rất là mới. Hello em, cảm ơn. Căn nhà có thể nói là hoàn thiện rất là đẹp cả nhà ơi. Mọi thứ tuyệt vời. Ở đây là khu vực đầu tiên mà mình sẽ quay, đó là khu vực bếp. Chà, một không gian rất là rộng. Diện tích của bếp thì... À, đây là ba của Dũng Quang Nho. Con chào chú. Năm trai. Đây nhà ba mẹ. Còn đây là phòng của ba. Ba dạ. Mẹ. Ba mẹ. Phòng ba mẹ. Dạ thôi, ba mẹ già đó. Con chào cô. Dạ. Lên đi em, lên. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên lầu. Dạ. Ok. Đây là không gian của ngôi nhà rất là rộng, rất là rộng, rất là đẹp. Đây là khu vực ngoài hiên của nhà Dũng Quang Nho. Ôi, một không gian bao la, quá là thoáng đãng. Ở bên này là núi non chập trùng, còn phía bên này đi ra xa kia là biển. Để sang đây, sang đây là bước màn hình lớn, bước màn hình lớn. Dạ. Từ đây tôi đổ vô là coi như coi chạy tấm bạc cho bà con. Dạ. 80 tuổi rồi cũng cứ khom khom coi cháu đá banh đó. Dạ. Đó là trận Campuchia. Dạ. Sự Campuchia. Ngày đẹp quá. Cái này là mình kiến trúc sư là mình ở đây hay là hình như xây dựng này, hình như là anh cháu này là hình như là tham mộ Nho rồi cái xin phép tặng cho Nho là một như là vẽ một cái lập lăng gì đó, vẽ một cái bản thiết kế. Bản thiết kế. Dạ. Yeah. Rồi miễn phí cho Nho. Yeah. Cuối cùng là mình làm nhà thì ý là một ở đây thì cái nhà một tầng thôi, tầng dưới người ta không tính á, ở trong một tầng, nhưng mà nhà này là cái biệt thự người ta nói vậy. Cũng mừng, chứ mình không biết đâu. Yeah, mình cũng mừng mà đều có cái là có được cái rộng rãi, thiết kế rất là thoáng mát. Còn đây là căn phòng của Dũng Quang Nho. Yeah. Còn cái cầu, phòng cầu này là nguyên một cái nhà này là một phòng của Nho luôn. À, một nguyên phòng này là cái chiều ngang ít nhất là nhà vừa mới hoàn thiện xong, cho nên là anh chàng Dũng Quang Nho này về thì vẫn chưa sắp xếp đồ đạc. Cái tủ được đựng rất là nhiều những thành tích của Dũng Quang Nho đã giành được trong thời gian qua, được đặt trang trọng ngay trong khu vực phòng khách của nhà Dũng Quang Nho.
Bây giờ thì quan khách đã đến nhà cũng rất là đông, rất là vui cả nhà. Đảm đang ghê. Ông chủ ước khác. Cảm ơn giám đốc sức khỏe để sau này gặp giám đốc mãi. Như vậy là mình đã hoàn thành chuyến đến nhà của Dũng Quang Nho và thực sự là rất là vui. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình của Ngoài Đường Biết. Và bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cùng Quân vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Quân, nhận quà từ Quân. Sang thẻ quà Quân trong mỗi lốc sữa Quân bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một quà cầm tay Quân, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà Quân, đổi ngay một ba lô hoodie Quân, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Quân, đổi liền tay một bóng phản quang Quân, thỏa sức vận động cả ngày. Sang thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Patin Quân siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Quân ngay thôi các bạn ơi!